Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà với diện tích ngang 5, độ dài 9m, thiết kế 1 trệt 3 lầu, nằm trên trục đường Phan Rích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà gần với ngã ba, ngã tư Phan Rích và Trường Chinh, cũng như sát với gần với trục đường Quang Trung, nằm giữa trên trục đường Phan Rích nha quý vị. Căn nhà nằm trong một khu nhà lầu phân lô đồng bộ rất là đẹp và cao cấp. Thiết kế 1 trệt 3 lầu, nhà có khu vực không gian phòng khách, khu vực đậu xe máy, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và chúng ta vừa tham quan mặt tiền và chính căn nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan khu phố và con đường trước nhà nha quý vị. Đây là một căn nhà hướng Tây Nam nha quý vị, không phải Tây Bắc, hướng Tây Nam. Hướng thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị. Đây là con đường trước nhà này. Một con đường sạch sẽ, an ninh. Xe hơi, xe tải nhỏ ra vào được. Và đường trước nhà là con đường nội bộ, khoảng chừng 3,5m nha quý vị. Nhà mình cách hẻm cụt một căn. Và hướng nhà là hướng Tây Nam, vừa với quý chị chúng ta thì không tí là Tây Tứ Trạch nha. Con đường này thì được ốp gạch rất là sạch sẽ và khang trang nha. Hai dãy nhà san sát nhau và chia thành hai bên. Và ở khu vực bên này là mỗi bên là 3m, mỗi bên đường là 3m nha quý vị. Bên trong căn nhà thì gia chủ tặng kèm full nội thất bên trong, bao gồm sofa, bàn ăn, giường ngủ, chăn ga, gối nệm và nhiều nội thất trang trí khác nhau sẽ được chủ nhà tặng lại hết khi mua. Nhà thì có hai lớp cửa, một lớp cửa nhôm và một lớp cửa cún bên ngoài nha quý vị. Ngang 5, độ dài 9m, xây full đất nha, xây full luôn nha quý vị. Rất là đẹp và cao cấp. Và giá bán gia chủ đang chào bán cho căn nhà hướng Tây Nam này là 5.450.000.000 còn bớt. Nhà mới, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán cũng chính nhanh trong ngày, hỗ trợ vay ngân hàng. Quý chị nào đang tìm nhà 5 tỷ hơn 5 tỷ có thể alo cho Hùng để xem căn nhà này nhá. Một căn nhà mà hẻm rất là đẹp, hẻm sạch sẽ, an ninh, khu hẻm nội bộ sang trọng, đẳng cấp và vô cùng là lý tưởng cho quý chị mua nhà ở, cho con mua cho con em mình đi học. Nhà thì gia chủ tặng kèm full nội thất, chúng ta chỉ được xách ba lô quần áo về ở thôi. Khu vực không gian phòng khách và khu vực đậu xe chúng ta có sofa tặng kèm này. Cầu thang thì ở dưới nhà với tay vịn của cam xe lan can làm bằng sắt và mặt đá hoa cương. Phía bên phải khu vực cầu thang là những bức tường được ốp chanh, dán chanh. Bên trong sẽ là không gian bếp. Không gian bếp thì chúng ta có một bộ bàn ăn 4 ghế được tặng kèm này. Có giếng trời ngay dưới nhà này quý vị. Đây là khu vực giếng trời dưới nhà. Và phía trên là trần thạch cao đèn chiếu sáng. Bên trong là khu vực tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu của cam xe. Đây là khu vực tủ bếp nha. Có bồn rửa chân mát, giá kệ để chân mát và có khu vực máy hút mùi. Cuối nhà đây sẽ là khu vực vệ sinh, có khu vực rửa mặt bên ngoài và vệ sinh ở cuối nhà. Nhà thì có 3 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cuối nhà đây nha quý vị. Không gian phòng bếp thì gia chủ ốp gạch trên cao 3m. Chúng ta nhìn thấy khá là sạch sẽ và khang trang. Với giá bán 5.450.000.000 cho một căn nhà ngang 5, độ dài 9m thì giá bán này tương đối là hợp lý rồi. Quý chị quan tâm có thể alo cho anh Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hôm nay Hùng đến quay căn nhà này thì trời mưa rất là bự nha quý vị. Ngoài trời đang mưa và Hùng tranh thủ quay cho quý vị xem. Chúng ta vừa tham quan xong dưới khu vực không gian phòng khách, phòng bếp và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên lầu để tham quan không gian 4 phòng ngủ căn nhà nha quý vị. Với giá bán 5.450.000.000 cho một căn nhà ngang 5, độ sâu là 9m, xây full, thiết kế 1 trệt 3 lầu, phòng ngủ tương đối là rộng rãi, vuông vức, tặng kèm nội thất bên trong như là tủ áo này, bàn trang điểm này, máy lạnh này. Phía trước thì chúng ta có cửa sổ và cửa ra ban công. Tất cả phòng ngủ đều có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo và nhiều nội thất trang trí khác nhau sẽ được chủ nhà tặng lại hết khi mua. Đây là không gian phòng ngủ với cửa sổ, hai cửa sổ và một cửa ra ban công nha, rất là thoáng mát. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Và hai phòng ngủ thì chúng ta sử dụng chung một phòng vệ sinh bên ngoài cầu thang nha. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và hương soi. Quý chị đang tìm một căn nhà hướng Tây Tứ Trạch nằm trên trục đường Phan Rích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì có thể alo cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ với giường ngủ cũng giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo và máy lạnh. Phòng ngủ phía sau thì cũng có cửa sổ ra giếng trời nha quý vị. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Đầy đủ nội thất nha. Quý chị mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Nhà thì ốp gạch phía trên phòng là sợi gạch 60 và phía dưới thì chúng ta ốp gạch 80 vuông nha. Cầu thang thì ốp đá hoặc hương trắng đen và lan can làm bằng tay vịn của cam xe rất là chắc chắn. Chúng ta đang di chuyển lên lầu 2 tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà.
Phòng ngủ số 3 và số 4 này chúng ta thấy vẫn đầy đủ nội thất, có tủ áo này. Tủ áo ở đây gia chủ tặng sẵn nha. Và phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công giống phía dưới. Có máy lạnh tặng kèm. Nhà này chủ xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố. Quý anh chị mua về thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi. Thiếu mỗi cái tivi và cái tủ lạnh thôi nha quý vị, còn đầy đủ nội thất rồi. Có chúng ta thấy giường ngủ này, mét 8, chăn ga, gối nệm. Vệ sinh bên ngoài cầu thang cho phòng ngủ số 3 và số 4. Và bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Với giá bán vô cùng mềm mại cho một căn nhà hẻm xe hơi vào tận nhà. Với diện tích là ngang 5, độ sâu là 9m, vuông vức xây đủ. Sổ hồng công nhận là 45m, sổ hồng riêng. Pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày. Nhà mới, đầy đủ nội thất khi mua. Với giá bán như vậy là rất là hợp lý cho đại gia đình chúng ta mua ở, mua làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh muốn bán làm showroom spa. Và quý chị nào đang tìm nhà khoảng tầm 5 tỷ, hơn 5 tỷ có thể ghé qua tham quan căn nhà này. Một căn nhà gia chủ đang cần tiền bán gấp cho quý chị thiện chí mua nhanh. Với giá bán đưa ra vô cùng mềm mại, chỉ có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi. Trên đây là khu vực kinh doanh phòng thờ này quý vị. Đây là phòng thờ nhé, phòng thờ căn nhà này. Đó, phòng thờ đúc trên đây đúc hết luôn nha mọi người, đúc hết kiên cố luôn, bê tông cốt thép. Phía sau đây sẽ là khu vực giặt đồ và sân phơi. Ngoài đây chúng ta có khu vực để máy giặt này và phơi đồ. Ở đây thì gia chủ đã rào chắn và lập mái bên trên rồi, rất là kỹ nha quý vị. Có khu vực giếng trời đây. Và bên ngoài sẽ là khu vực sân thượng phía trước. Bên ngoài phòng thờ sẽ là sân thượng phía trước. Đây là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà, một sân thượng rất là rộng này quý vị. Đó, rất là rộng, chúng ta có thể trồng rau, trồng cây xanh. Và hướng nhà là hướng tây nam, phù hợp với quý chị chúng ta thì phong thủy là tây tứ trạch nha. Giá bán Huy Hùng đang chào bán là 5 tỷ 450 triệu đồng, còn thương lượng với anh chị chủ nhà. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.